thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. Đây là nơi bạn có thể khám phá những nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng cao như thế này. High five! Và có lẽ đến đây thì các bạn không nên bỏ lỡ những điệu múa truyền thống của xứ sở sương mù. Bản Cát Cát, tôi đã được hòa mình vào không khí sôi động, náo nhiệt ở nơi đây. Những chàng trai, cô gái với quần áo truyền thống sặc sỡ ở khắp các bản xung quanh nườm nượp đến góp vui. Tiếng trống, tiếng chiêng xen lẫn những ca khúc mừng đảng, mừng xuân, mang đậm nhịp điệu vùng cao rộn vang khắp vùng. Vừa rồi các bạn đã được thưởng thức một điệu múa nhẹ nhàng, lãng mạn và cũng rất bay bổng ngọt ngào. Và có lẽ mọi người cũng đã nhận ra ở bên cạnh tôi đây chính là nhân vật múa nữ chính ở trong điệu múa vừa rồi. Và đây là bạn Ninh. Ninh ơi, vừa rồi là mình múa điệu múa của dân tộc nào thế nhỉ? Dạ, vừa rồi chúng ta vừa múa điệu múa của dân tộc Hơ Mông chị ạ. Điệu múa của dân tộc người Mông thì có gì đặc trưng không? Điệu múa của người dân tộc Mông thì chủ yếu là múa về tình yêu của đôi nam nữ này, về các khung cảnh của phiên chợ tình, hay là tái hiện lại hoạt động những cái hoạt động trong lao động sản xuất của người dân tộc. Đa phần là đều có sự nhẹ nhàng của chuyển của múa. Nhưng mà như mình thấy là như là của Mông thì là có sự kết hợp của các đôi nam nữ. Vâng, thì nó thường ý nghĩa hơn. Dân tộc Dáy thì là của các cô gái, còn dân tộc Dao. Còn dân tộc Dao thì đạo cụ của em là chuông. Và có lẽ là để tìm hiểu nhiều hơn nữa về người dân ở trên Sapa thì có lẽ bạn giúp chúng tôi cho chúng tôi được xem nhiều điệu múa hơn nữa nhé. Bây giờ là mình sẽ đến với điệu múa của dân tộc nào đấy hả Ninh? Đây là điệu múa của người dân tộc Dao. Tôi sẽ thử sức xem là nếu như tôi chỉ là một vị khách du lịch không được hướng dẫn trước mà chỉ hòa vào cùng với những cô gái Dao đỏ để tham gia tiết mục thì liệu là mình có múa được hay không? Chắc là trước khi mình múa là phải làm cho người nó dẻo ra một tí. Không chỉ nên dừng lại ở việc nhìn ngắm thưởng thức mà ngay cả việc chúng ta cho mình được một cái sự trải nghiệm cũng là một cách để chúng ta thư giãn và tìm hiểu văn hóa của những người dân vùng cao một cách sâu sắc hơn. Với người dân tộc thiểu số, giá trị văn hóa cổ truyền dường như không bao giờ phai nhạt trong tâm thức của họ. Các điệu múa dân gian bản địa của người dân vùng Tây Bắc hùng vĩ sẽ tiếp tục được bảo tồn, góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em.